Hello, xin chào các bạn nha. Chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì tiếp tục cái video của hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cây lemur nha. Thì cây lemur này nó mọc ở bên cái hàng rào này. Thì mình sẽ quay cận cảnh cho bạn cái xem cái chi tiết về cái cây lemur này. Đấy, cây lemur này thì nó sẽ không thể thiếu nó cho các người ở ngoài Bắc được. Người Bắc thì người ta ăn hay chó rồi thì người ta sẽ cúng với lemur thì ăn với dại cây. Đấy. Về đây thì ở nhà mình thì có một cái bụi lemur nó mọc ngay hàng rào như thế này, thì các bạn có thể xem cái cách này thì các bạn chỉ dăm 1-2 bè cái cây lemur ở trước nhà thôi thì nó mọc ra một cái hàng rào nó như thế này. Ok, mình sẽ cùng đi vào nha. Ok, phía trước đây là các bạn sẽ thấy cho mình là cây lemur. Đây, đây là hình ảnh của một cái cây lemur thế này. Đấy, nó mọc từ đằng này. Đấy, nó mọc từ vị trí này, đấy, nó mọc từ đằng này, đây này, cho nó tới cái vị trí xe xe ở đằng kia. Đây, đây là những cái cụm lemur của chúng ta nè. Đây, lemur này thì rất là to, đẹp luôn. Này thì có thể cuốn với dải cây chấm mắm tôm nha. Đây, cuốn với dải cây chấm mắm tôm ăn quăng được. Đây là cái hình ảnh của cái một tổ kiến này, một tổ kiến như thế này. Đây. Đây là hình ảnh của cái tổ kiến đó. Nó làm đậu ở trên cái hàng rào của chúng ta. Rồi, lemur thì ở đây nó dính hơi hạt bụi nha, thì các bạn chỉ lật những cái cọng lemur này về đi và chúng ta sẽ rửa sạch thì nó sẽ ok thôi. Rồi ok. Ở cái video này thì mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi nhé. Rồi các bạn có thể thấy những cây lemur này đấy. Rồi cây lemur. Ok, vậy là chúng ta sẽ nói thêm về những cái lemur nha. Rồi đây, đây là những cái cây lemur. Thì cái thân dưới của cây lemur này đây, đây là cái gốc rễ của nó này. Để cho các bạn cùng xem gốc rễ này. Bây giờ thì mình sẽ qua cho bạn xem cái gốc rễ nó như thế nào nha. Rồi ok, đây là cái cây lemur thì nó mọc rất là xum xuê ở khu vực nhà mình luôn. Rồi đây là cái gốc của cây lemur này, nó nằm ở phía bên dưới gốc này. Từ cái gốc của cây lemur này thì nó sẽ đi lên trên cái vị trí này, đấy nó sẽ mọc ra và xung quanh như thế này. Gốc này thì nó rất là chắc thôi. Giờ ok. Đây là một cái chanh của lemur nữa, nó sẽ mọc như thế này. Lên như thế này là được rồi. Đấy. Ok, vậy là cái video của mình đến đây đã kết thúc rồi nha. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Xin chào và hẹn gặp. Những cái góc này thì nó đi từ vị trí này tới vị trí bên này. Đấy.